Bản tin sáng ngày 6 tháng 9. Hải Âu xin chúc quý vị một tuần mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Mời quý vị cùng điểm qua những tin tức chính được phát trong bản tin ngày hôm nay. Thêm 13.137 ca nhiễm mới, hơn 13.000 người đã tử vong do COVID-19. Nhân viên y tế bỏ vị trí, không thực hiện nhiệm vụ. Thành phố Hồ Chí Minh bác tin đồn sống chung với dịch sau 15 tháng 9. Chợ đầu mối lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Hà Nội chưa xử phạt người không có giấy đi đường. Thanh Hóa thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến đám tang, bỏ lệnh kiểm soát 4 khung giờ. Nhiều tỉnh thành điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội. Phát hiện học sinh nhiễm COVID-19 trong ngày tựu trường. Bình Dương nới lỏng giãn cách, cấp thẻ xanh cho người tiêm 2 mũi vaccine. Mở đầu mời quý vị cùng cập nhật về số ca nhiễm mới trong ngày. Thêm 13.137 ca nhiễm mới, hơn 13.000 người đã tử vong do COVID-19. Bộ Y tế ngày 5 tháng 9 công bố thêm 13.137 ca nhiễm mới, trong đó có 36 ca nhập cảnh và 13.101 ca ở 37 tỉnh thành, tăng 3.580 ca so với hôm trước. Trong hơn 13.000 ca nhiễm mới, ghi nhận có tới 7.521 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh với 6.226 ca, Bình Dương 3.540, Đồng Nai 1.243, Long An 756 và tại các tỉnh thành khác sẽ được trình chiếu ngay sau đây. Quảng Ninh trong ngày đã phát hiện ca mới sau gần 70 ngày không xuất hiện ca nhiễm. Hai tâm dịch nóng là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trong ngày đã ghi nhận gần 9.800 ca. Đến nay thì số ca nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 250.000 ca, với cụ thể là 251.414 ca. Và Bình Dương cũng đã vượt 130.000 ca với 132.433 ca. Tính đến nay, Việt Nam đã có 524.307 ca nhiễm, tiếp tục nâng xếp hạng lên thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng trong đợt dịch thứ tư là 520.013 ca. Cũng trong ngày 5 tháng 9, Bộ Y tế ghi nhận thêm 281 ca tử vong tại 11 tỉnh thành phố, với Thành phố Hồ Chí Minh là 222 ca, Bình Dương 38, Tiền Giang 5, Cần Thơ 4, Long An 3, Bình Thuận, Đồng Tháp và Khánh Hòa 2, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai là 1. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay đã là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng số ca mắc. Ngoài ra, thêm 6.291 bệnh nhân nặng đang điều trị. Chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mốc 10.000 ca, với cụ thể là 10.320 người tử vong liên quan đến COVID-19. Cũng trong ngày qua, Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 trước ngày 15 tháng 9. Trong ngày 5 tháng 9, Bộ Y tế vừa gửi công điện yêu cầu thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai về việc hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9. Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Ngoài ra, Bộ cũng cho biết sẽ ưu tiên phân bổ vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai để triển khai tiêm chủng ứng phó dịch bệnh. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bình Dương đã được phân bổ số vaccine đủ để bao phủ mũi thứ nhất cho 100% người từ 18 tuổi trở lên. Chiều tối ngày 5 tháng 9, Bộ Y tế cho biết trong ngày 4 tháng 9, cả nước có 336.381 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay trên cả nước đã vượt 21 triệu liều. Trong đó tiêm mũi 1 là hơn 18 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 3,2 triệu liều. Một thông tin đáng chú ý khác được Bộ Y tế công bố khi ghi nhận tình trạng nhân viên y tế bỏ vị trí, không thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, Bộ Y tế cho biết tình trạng xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố về việc người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề để có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm. Chuyển qua những tin tức tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh bác tin đồn sống chung với dịch sau 15 tháng 9. Mạng xã hội đang lan truyền các thông tin Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 kể từ ngày 15 tháng 9. Các hoạt động được mở cửa trở lại nếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Tuy nhiên, thì trong chiều ngày 5 tháng 9, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố ông Phạm Đức Hải cho biết, đây đều là những thông tin sai sự thật. Ông nói thêm rằng, ngoài ra thông tin ai đã tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6 tháng 9 hoặc 15 tháng 9 cũng không đúng. Thành phố Hồ Chí Minh chưa có chủ trương về việc này. Hiện thì thành phố đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế với 4 tổ công tác gồm: Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ công tác an sinh xã hội chuẩn bị nội dung an sinh xã hội. Tổ phục hồi kinh tế có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung về kinh tế. Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư. Các tổ công tác sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo cũng là chuẩn bị nội dung. Thành phố chưa thực hiện ngay. Do các tổ đang chuẩn bị nên các thông tin trên mạng như thành phố hoạt động trở lại hay lộ trình hoạt động tăng theo tỷ lệ là sai sự thật. Ông Hải cũng nhấn mạnh, yêu cầu người dân cần bình tĩnh, chờ quy định cụ thể của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về việc cấp giấy đi đường sau thời gian giãn cách trong chiều ngày 5 tháng 9, Công an thành phố cho biết, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian giãn cách, thì giấy đi đường đã cấp cho các đơn vị cũng sẽ được gia hạn theo. Công an thành phố sẽ không đổi giấy đi đường đã cấp để tiện việc lưu thông và giảm phiền hà cho người dân. Một trong những thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh mở lại các hoạt động kinh tế, chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Đó là thông tin được ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong chiều ngày 5 tháng 9. Theo đó, dự kiến ngày 7 tháng 9, thành phố sẽ cho mở lại chợ Bình Điền, chợ đầu mối lớn nhất thành phố, hoạt động trở lại để cung ứng hàng hóa cho các hệ thống, chi nhánh phân phối. Bên cạnh đó, ông Nguyên Phương thông tin các thành phố đang cân nhắc mở lại chợ truyền thống để có thể cung ứng cho người dân trong thời gian gần. Chuyển qua những tin tức tại các tỉnh thành khác. Hà Nội thêm 53 ca nhiễm mới, 8 trên 11 chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây. Sở Y tế Hà Nội tối ngày 5 tháng 9 cho biết, trong chiều cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 9 đến 18 giờ ngày 5 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 53 ca, trong đó 2 ca tại cộng đồng. Trong 7 ca mới ghi nhận, có 4 ca thuộc cụm dịch Thanh Xuân Trung, nâng tổng số ca bệnh ở phường này lên 462 ca. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết tại Hà Nội đến nay đã có 11 chuỗi lây nhiễm, gồm 3 chuỗi đã xác định được nguồn lây và 8 chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây. Trong đó, cụm dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, cụm dịch phường Văn Miếu và Văn Chương ở Đống Đa, cụm dịch Giáp Bát Hoàng Mai đang là những cụm dịch có diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn thành phố. Trong 7 ngày gần đây, số ca mắc có xu hướng tăng trung bình mỗi ngày trên 70 ca. Bộ Y tế cũng nhận định Hà Nội luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tính riêng trong tuần qua, số ca mắc được phát hiện qua tầm soát cộng đồng, sàng lọc tại cơ sở y tế chiếm khoảng 15-30%, nên thời gian tới vẫn có thể phát sinh thêm các ổ dịch mới. Trước những cập nhật thay đổi về lệnh giãn cách xã hội mới, trong ngày, Chủ tịch Hà Nội ra quyết định Hà Nội chưa xử phạt người không có giấy đi đường. Tối ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh cho biết, để chuẩn bị cho việc cấp giấy đi đường theo quy trình mới, vậy nên thành phố quyết định trong 2 ngày là ngày 6 đến ngày 7 tháng 9, các lực lượng chức năng của thành phố chỉ kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện giấy đi đường mẫu mới và xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp có thể liên hệ tổng đài 1022 nhánh 4 để được hướng dẫn cụ thể. Trước đó, Hà Nội đã chia 3 vùng giãn cách đỏ, cam, xanh áp dụng chỉ thị 16 và 15 cộng. Thành phố cũng áp dụng yêu cầu giấy đi đường mới với 6 nhóm đối tượng. Tuy nhiên, thì việc cấp giấy đi đường mới của Hà Nội đang gây ra nhiều tranh cãi do thời gian thực hiện quá gấp, rơi vào ngày cuối tuần, việc hướng dẫn chưa đầy đủ. Cũng liên quan đến việc giấy đi đường, bắt đầu trong sáng nay ngày 6 tháng 9, các chốt kiểm soát sẽ bắt đầu kiểm tra người đi đường, dừng xe để đo thân nhiệt, kiểm tra giấy đi đường có mã nhận diện QR theo mẫu mới. Đối với những trường hợp chưa có mẫu giấy mới thì vẫn thực hiện kiểm tra theo mẫu giấy cũ. Thanh Hóa thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến đám tang, bỏ lệnh kiểm soát 4 khung giờ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày 5 tháng 9, Thanh Hóa ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới. Cả 4 ca bệnh đều được ghi nhận ở huyện Nga Sơn, đều có liên quan đến đám tang có F0 ghi nhận trước đó là người chăm bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, nâng tổng số ca lây nhiễm xuất phát từ đám tang này lên 27 người. Như vậy, từ ngày 30 tháng 8 đến 18 giờ ngày 5 tháng 9, trên địa bàn huyện Nga Sơn đã ghi nhận 28 ca nhiễm. Trong đó, 1 ca có nguồn lây từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa,
27 ca còn lại lây nhiễm từ đám tang của gia đình ca lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ngay trong ngày 5 tháng 9, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã quyết định từ 4 giờ ngày 5 tháng 9 nâng thêm một mức trong phòng chống dịch trên địa bàn xã Nga Trung so với chỉ thị 16. Ngoài ra thì cũng trong chiều ngày 5 tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Trịnh Huy Triều thông báo trong 4 khung giờ, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 15, 11 giờ 15 đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 13 giờ 40 và 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Người dân qua các chốt kiểm soát trong khu vực nội thành sẽ không cần xuất trình giấy tờ. Ngoài các khung giờ nói trên, vẫn giữ nguyên việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định cũ. Riêng phương tiện giao thông của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang không bị kiểm soát. Thành phố Thanh Hóa đang trong thời gian giãn cách xã hội một tuần tính từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9. Từ 27 tháng 4 đến chiều ngày 5 tháng 9, Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 380 ca mắc COVID-19, hơn 220 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phổi, gần 140 người ra viện, 1 ca tử vong. Nhiều tỉnh thành điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội. Ngày 5 tháng 9, Nghệ An, An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau đã tiến hành điều chỉnh biện pháp ứng phó dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tại Nghệ An, thành phố Vinh tiếp tục áp dụng cách ly xã hội mức cao hơn so với chỉ thị 16 ở một số khu vực. Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với các huyện có nguy cơ cao như là Diễn Châu, Yên Thành, v.v. Chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với các huyện là Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ngoài ra, sẽ áp dụng chỉ thị 19 đối với thị xã Thái Hòa, các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, v.v. Tất cả bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 6 tháng 9. Tại Bạc Liêu, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 6 phường nội ô, phường 1, 2, 3, 5, 7 và 8 của thành phố Bạc Liêu. Áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với các xã phường còn lại của thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân Đông Hải và thị xã Giá Rai. Còn tại Cà Mau, chuyển sang thực hiện chỉ thị 15 cộng theo nguyên tắc. Mọi người đều phải thực hiện khuyến cáo 5K, không tập trung quá 10 người tại một địa điểm tại một thời điểm. Tất cả mọi người khi ra đường phải có giấy đi đường. Người có giấy đi đường được hoạt động trong địa bàn tỉnh và cùng đó mở lại nhiều hoạt động kinh tế kèm điều kiện đi kèm. Đối với tỉnh An Giang, thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 7 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Phát hiện học sinh nhiễm COVID-19 trong ngày tự trường. Chiều ngày 5 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Lấp dừng cho học sinh đến trường từ ngày 6 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Sau khi tại đây ghi nhận một ca nhiễm mới là nữ sinh lớp 6 đang học tại đây. Trước đó, sáng cùng ngày, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Đắk Lấp tổ chức khai giảng năm học mới. Tất cả học sinh và giáo viên của trường được test nhanh kháng nguyên nhằm ứng phó dịch bệnh. Kết quả, lực lượng y tế phát hiện nữ sinh lớp 6 này mắc COVID-19. Đến chiều cùng ngày, nữ sinh được xác định mắc COVID-19 đã được đưa đi điều trị. Khoảng 200 học sinh, giáo viên có mặt tại trường trong sáng cùng ngày sẽ cách ly tại chỗ. Ngành y tế cũng đang tiến hành xét nghiệm khoảng 200 người dân tại Bon Bubi, xã Quảng Tín, nơi nữ sinh cư trú. Đến nay, Đắk Nông ghi nhận 308 ca nhiễm, toàn tỉnh đang thực hiện chỉ thị 15. Riêng xã Quảng Tín, huyện Đắk Lấp và xã Tâm Thắng, thị trấn Yết Linh, huyện Cư Rút đang áp dụng chỉ thị 16. Bình Dương nới lỏng giãn cách, cấp thẻ xanh cho người tiêm 2 mũi vaccine. Đây là thông tin mới nhất từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương trong ngày 5 tháng 9. Theo đó, bắt đầu từ hôm nay ngày 6 tháng 9, một phần của tỉnh Bình Dương sẽ được nới lỏng giãn cách xã hội. 4 huyện gồm Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên sẽ nới lỏng giãn cách, trong đó có thể chuyển sang chỉ thị 15 cộng. Tại 4 huyện này, đối với người ở trong vùng xanh đã tiêm 2 mũi vaccine sẽ được cấp thẻ xanh để ra đường, còn người đã tiêm 1 mũi vaccine sẽ được cấp thẻ vàng khi ra đường phải kèm theo giấy xét nghiệm. Trường hợp người dân chưa tiêm vaccine thì không được ra đường. Ngoài ra, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, người dân tại 4 huyện này sẽ chỉ được lưu thông trong huyện. Từ ngày 10 tháng 9 đến 15 tháng 9, được lưu thông liên huyện nhưng phải áp dụng phân luồng. Đối với các vùng xanh cũng sẽ giảm bớt các chốt kiểm soát. Riêng với các đô thị còn lại của Bình Dương là những vùng đông dân đang là vùng đỏ đậm đặc, tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 tăng cường tới ít nhất là ngày 15 tháng 9, bao gồm thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, thị xã Tân Uyên và Bến Cát. Như vậy, người dân trong khu vực này, kể cả đã tiêm vaccine thì cũng chưa thể ra đường. Theo như thông tin trên báo Tiền Phong, sau khi có thông tin về việc Bình Dương sẽ cho thông hành đối với những người đã tiêm vaccine, thì trong ngày 5 tháng 9, người dân đã tập trung rất đông ở các điểm tiêm chủng.
Tối ngày 5 tháng 9, Sở Y tế Bình Dương thông tin trong ngày 5 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 3.540 ca mắc mới. Số ca đã tăng trở lại hơn 42% so với ngày 4 tháng 9. Trước việc ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới, tỉnh đã tiếp tục đưa vào vận hành thêm bệnh viện dã chiến số 5 với quy mô là 1.580 giường. Như vậy thì đến nay, tỉnh Bình Dương đã thành lập được 7 bệnh viện dã chiến với hơn 20.000 giường bệnh. Nhiệm vụ là thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 gồm cả 3 tầng. Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị cho 51.957 bệnh nhân. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!